Chiều 7 tháng 12, công an phường 5 quận Gò Vấp thông tin về tình trạng mua bán ma túy trong hẻm đường Lương Ngọc Quyến mà báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Theo công an phường 5, kết quả ra soát những người có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy cụ thể gồm Trần Đăng Ca, sinh năm 1979 và Võ Thị Kiều Tây, sinh năm 1984 cùng trú đường Lương Ngọc Quyến, quận Gò Vấp. Đây là hai người mà báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh trong bài điều tra nhiều điểm bán sử dụng ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh đăng trong sáng ngày 7 tháng 12. Theo công an, K có tiền. Theo công an, ca có một tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, bị bắt và chấp hành án từ 2008 đến 2012, đưa vào su tra loại B từ năm 2020 đến nay. Còn T có một tiền án về tội tàn trữ trái phép chất ma túy bị bắt và chấp hành từ năm 2019-2022 đã đưa vào su tra loại B. Công an đã mời làm việc với K và Tây, Kết quả test nhanh ma túy của Ca và Tây đều âm tính, đồng thời yêu cầu cả hai viết cam kết không sử dụng ma túy và không mua bán ma túy cho người khác. Công an phường cho hay, Ca và Tây có biểu hiện mua bán ma túy trên đường Lương Ngọc Quyến như báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh là có cơ sở. Tiếp nhận phản ánh, công an phường phân công tổ phòng chống tội phạm kết hợp bảo vệ dân phố, phường đội tổ chức tuần tra trên địa bàn phân công cảnh sát khu vực chủ động phối hợp vận động tổ trưởng dân phố cách khu vực bán ma túy khoảng 20m nắm tình hình về hoạt động mua bán ma túy của K và T, đồng thời cung cấp thông tin biển số xe gắn máy của những người đến gặp K và T để công an phường chốt chặn ngã ba đường Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Văn Nghi và ngã ba đường Phan Văn Trị, Lương Ngọc Quyến kiểm tra và bắt giữ. Công an phường 5 cho biết thêm, tại khu vực hẻm đường Lương Ngọc Quyến mà báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, công an đã mật phục và bắt giữ nhiều người có hành vi mua bán, tàn trữ, sử dụng ma túy. Công an phường hiện nay chưa thu thập được tài liệu chứng minh việc ca và tây bán ma túy cho người khác. Đồng thời, công an phường 5 đang phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tuần tra mật phục đường Lương Ngọc Quyến để bắt quả tang đối tượng tàn trữ ma túy để điều tra thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh ma túy mua của đối tượng ca và tây để bắt xử lý theo quy định pháp luật.